Những ống khói kỳ lạ xuất hiện rải rác trên những núi đá xói mòn này không hề là trò đùa ngẫu nhiên của tạo hóa. Bên dưới chúng ẩn giấu một công trình khiến cả nhân loại phải ngỡ ngàng qua nhiều thời đại. Sâu dưới 85 mét đất kia chính là thành phố ngầm Derin Kuyu kỳ vĩ. Đó không chỉ là bề mặt ẩn đơn giản, mà đang cấu trúc phức tạp, kiên cố, xếp chồng 18 tầng lên nhau, khiến cho kiến trúc sư hiện đại phải há hốc mồm. Vậy điều gì đằng sau địa điểm này? Bên trong Derin Kuyu thực sự có gì? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và trước khi bước vào video, đừng quên để lại một like và một follow để không bỏ lỡ những video mới nhất nha. Còn giờ thì vào nội dung chính thôi. Thành phố ngầm Derin Kuyu, nơi được mệnh danh là thành phố ngầm lớn nhất thế giới. Đây là một thành phố cổ với nhiều di tích của con người từ thời nguyên thủy để lại. Cũng là nơi cư trú của nhiều cư dân Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc chiến tranh. Thành phố này nằm sâu hơn 85 mét dưới bề mặt trái đất, dưới thung lũng ống khói nổi tiếng ở Cappadocia. Derin Kuyu có diện tích khoảng 275 dặm vuông và sâu khoảng 279 feet dưới mặt đất, gồm 18 tầng. Đây là một khu vực nổi bật với phong cảnh độc đáo với những ngọn tháp, hình nón do môi trường núi lửa tạo ra từ hàng nghìn năm trước. Đó là một trong những điểm thu hút hàng triệu khách du lịch đến tham quan. Nhưng ít ai biết rằng, dưới bề mặt khô cằn và lộng gió này là một thành phố ngầm khổng lồ. Thành phố này từng là một nơi tự cung tự cấp với đầy đủ tiện nghi như là chuồng gia súc, máy ép rượu, dầu, hầm rượu, giáo đường, trường học, giếng nước và các công trình khác. Điều này cho phép cư dân của thành phố có thể sống biệt lập và an toàn trong những thời kỳ xâm lược hoặc có chiến tranh. Thành phố cổ Derin Kuyu từng bị bỏ hoang trong nhiều thập kỷ, cho đến khi được phát hiện lại cách đây khoảng 60 năm. Thành phố này từng là nơi sinh sống của khoảng 20.000 người, đã bị lãng quên và chỉ được tái khám phá một cách tình cờ. Câu chuyện phát hiện thành phố này đầy bất ngờ và kỳ thú. Một người đàn ông trong quá trình sửa sang lại ngôi nhà của mình đã vô tình phá bỏ một bức tường trong đường hầm, mở ra lối đi dẫn vào một thành phố ngầm khổng lồ. Bằng chứng về những ngôi nhà trong hang động ở Cappadocia có thể truy vết đến giai đoạn cuối thời kỳ đồ đá cũ. Trong nhiều thế kỷ, con người đã sử dụng công cụ đơn giản làm bằng kim loại như là cuốc và sẻng để khai quật đá núi lửa mềm, túp, từ đá trầm tích, đóng cứng từ bụi núi lửa. Về nguồn gốc sớm nhất thì Derin Kuyu có sự liên hệ với người Hittite của Anatolia và những người có thể khai quật những tầng đầu tiên vào thế kỷ thứ 15 trước công nguyên. Các hiện vật của người Hittite được tìm thấy trong hang động cung cấp căn cứ cho giả thuyết này. Sau đó, người Frisian xâm lược và chiếm đóng khu vực này vào khoảng năm 1200 trước công nguyên. Họ nổi tiếng với khả năng điêu khắc kiến trúc bằng đá và có thể đã tiếp tục xây dựng phần lớn cơ sở hạ tầng của thành phố. Người Ba Tư và người Seleuk cũng có thể mở rộng thêm thành phố trong thời gian họ chiếm lĩnh vùng lãnh thổ này. Vào thời kỳ Byzantine, khi những người cơ đốc tìm đến nơi cư trú để tránh khỏi sự truy đuổi của người Ả Rập theo đạo Hồi trong chiến tranh Ả Rập Byzantine từ năm 780 đến năm 1180, sự phát triển của thành phố Derin Kuyu đã đạt đến đỉnh cao. Được khai quật và sử dụng liên tục trong hàng ngàn năm, thành phố Derin Kuyu đã đổi chủ từ người Frisian sang người Ba Tư rồi đến người cơ đốc giáo thời Byzantine. Thành phố này cuối cùng bị bỏ hoang vào những năm 1920 bởi người Hy Lạp Cappadocia sau cuộc chiến tranh Hy Lạp Thổ Nhĩ Kỳ. Những căn phòng hang động này trải dài hàng trăm mét, kết nối hơn 200 khu phố nhỏ, tạo ra một mạng lưới ngầm khổng lồ. Derin Kuyu được tái khám phá vào năm 1963 bởi một người dân địa phương khi ông điều tra nguyên nhân khiến gà của mình biến mất qua một kẽ hở nhỏ ở trong tầm hầm. Qua quá trình sửa sang lại ngôi nhà, ông đã phát hiện một lối đi dẫn vào một mạng lưới ngầm khổng lồ. Công cuộc khai quật bắt đầu ngay lập tức, tiết lộ một thành phố với những ngôi nhà, kho lương khô, chuồng gia súc, trường học, xưởng rượu và thậm chí là cả một nhà thờ. Thành phố hang động này nhanh chóng thu hút hàng ngàn khách du lịch và vào năm 1985, khu vực này đã được thêm vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Ngày chính xác của thành phố được xây dựng vẫn còn là điều gây tranh cãi, nhưng cuốn sách Anabasis của Xenophon từ khoảng năm 370 trước công nguyên là tác phẩm cổ nhất có đề cập đến Derin Kuyu. Theo cuốn sách này, người Anatolia sống dưới lòng đất thay vì trong các hang động bên vách đá như thông thường.
Cappadocia đặc biệt phù hợp với việc xây dựng công trình ngầm do đất thiếu nước và đá dễ uốn, dễ tạo hình. Ngoài ra, Andrea De Giorgi, phó giáo sư nghiên cứu lịch sử tại Đại học Florida, giải thích rằng việc chạm khắc loại đá tuff địa phương khá dễ dàng với các công cụ đơn giản như là xẻng và cuốc. Tuy nhiên, ai là người đứng sau công trình Derin Kuyu vẫn là một bí ẩn. Một giả thuyết cho rằng người Hittite đã khai quật một vài tầng đầu tiên khi họ bị người Phrygian tấn công vào khoảng năm 1200 trước công nguyên. Tuy nhiên, phần lớn thành phố có khả năng được xây dựng bởi người Phrygian, những kiến trúc sư thời kỳ đồ sắt có tay nghề cao vào khoảng cuối thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên. Ngày nay, bạn có thể trải nghiệm cuộc sống dưới lòng đất chỉ với 60 lira Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với 56.000 đồng. Đi xuống những đường hầm hẹp, mốc mèo với những bức tường đen kịt bồ hóng sau nhiều thế kỷ thắp đuốc, bạn sẽ thấy những tảng đá hình tròn nặng nửa tấn chặn cửa vào mỗi tầng và chỉ có thể di chuyển được từ bên trong. Những lỗ nhỏ ở giữa những cánh cửa khổng lồ này cho phép cư dân tấn công những kẻ xâm lược trong khi vẫn duy trì một khoảng cách an toàn. Mỗi tầng của thành phố được thiết kế cho các mục đích sử dụng cụ thể. Gia súc được nhốt gần mặt đất để giảm mùi và khí độc, cũng như cung cấp lớp cách nhiệt ấm áp cho những tháng lạnh giá. Các tầng tiếp theo có nhà ở, hầm rượu, trường học và không gian hội họp. Tầng 2 có một trường chuyên giáo Byzantine truyền thống với trần nhà hình vòm và các phòng liền kề dành cho việc học tập. Các bằng chứng về sản xuất rượu vàng dựa trên sự hiện diện của hầm rượu, thùng ép và vò hai quai. Một điểm khá thú vị khác với thành phố này đó chính là hệ thống thông gió phức tạp và giếng nước được bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng. Đây là yếu tố quan trọng giúp cung cấp không khí trong lành và nước sạch cho toàn thành phố. Có tới hơn 50 trục thông gió cho phép luồng khí tự nhiên di chuyển giữa các ngôi nhà và hành lang, tránh nguy cơ một cuộc tấn công có thể phá hủy nguồn không khí trong lành tại nơi đây. Không chỉ vậy, giếng nước được đào sâu hơn 55m, đảm bảo nguồn nước dễ dàng tiếp cận và không bị nhiễm bẩn từ môi trường bên ngoài. Mặc dù Derin Kuyu rất ấn tượng, nhưng nó không phải là thành phố ngầm duy nhất ở Cappadocia. Khu vực này có khoảng 200 thành phố ngầm, trong đó 40 thành phố có 3 tầng hoặc nhiều hơn với một số kết nối với Derin Kuyu qua các đường hầm kéo dài tới 9 km. Ngoài ra, một đường hầm dài 5 dặm kết nối Derin Kuyu với thành phố ngầm lân cận Kaimakli. Có thể hình dung ra nhiều thành phố ngầm kết nối với nhau bằng đường hầm cao tốc giúp cho việc đi lại an toàn và nhanh chóng. Mặc dù thành phố ngầm này dần dần bị bỏ hoang, nhưng người Hy Lạp ở Cappadocia vẫn tiếp tục dùng nó là nơi trú ẩn khỏi các cuộc đàn áp cho tới tận thế kỷ 20. Tuy nhiên sau đó, đến năm 1923, Derin Kuyu đã bị bỏ hoang khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã dọn sạch khu vực này và dẫn độ cư dân về Hy Lạp. Ngoài ra, vào năm 2014, một thành phố ngầm mới và có khả năng lớn hơn đã được phát hiện bên dưới thành phố Nevşehir thuộc khu vực trung tâm Anatolia, chứng tỏ rằng những bí mật ngầm của Cappadocia vẫn chưa được khai quật hết. Ngày nay, du khách chỉ mất khoảng 1,7 đô để khám phá thành phố cổ đại này. Có 8 tầng hầm của thành phố ngầm mở cửa cho công chúng. Du khách có thể tiến vào trong, quan sát một phần nhỏ của thế giới ngầm đã từng phồn hoa này. Và đó là tất cả những thông tin về thành phố Derin Kuyu, thành phố nằm dưới lòng đất với siêu nhiều điều thú vị, kỳ thú, độc đáo tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Còn bạn, mà biết thêm thông tin gì về thành phố này hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận nha. Và đừng quên để lại một like và một follow để đón chờ những video mới nhất và những điều hay ho về cuộc sống xung quanh ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.